Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị và gia đình có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 29 tháng 4 tiếp đà tăng ở một số địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế tiếp tục điều chỉnh tăng đối với giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu tại Indonesia. Cụ thể, trong phiên vừa qua, giá tiêu đen tại cảng Lampung tăng thêm 22 USD trên tấn, lên mức giá là 3.587 USD trên tấn, với mức tăng là 0,61%. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tại quốc gia này ghi nhận tại cảng Muntok tăng 37 USD trên tấn, lên mức giá là 6.081 USD trên tấn, với mức tăng 0,61%. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu tại Brazil giao dịch ổn định ở mức 2.950 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen xuất khẩu ghi nhận ổn định với mức giá là 4.900 USD trên tấn. Và đối với giá tiêu trắng xuất khẩu tại quốc gia này cũng ổn định với mức giá là 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít vẫn được thu mua với mức giá là 3.275 USD trên tấn và 3.325 USD trên tấn. Đối với giá tiêu trắng xuất khẩu, ghi nhận ở mức là 4.830 USD trên tấn. Như vậy, trong tuần này, giá tiêu xuất khẩu trên thị trường của Việt Nam vẫn duy trì ổn định. Thưa quý vị và các bạn, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dự báo hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam diễn ra sôi động hơn trong quý 2 năm 2023 nhờ nhu cầu tăng cao từ các thị trường Trung Quốc, Papua New Guinea, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ để bù đắp nhu cầu nhập khẩu vẫn trầm lắng của thị trường Mỹ và EU. Trong tuần, thị trường trong nước bất ngờ tăng liên tục và lên mức trên 70.000 đồng 1 kg. Thời điểm này, vụ thu hoạch trong nước cũng đã kết thúc với sản lượng ở nhiều nơi thấp hơn kỳ vọng. Tâm lý giữ hàng chờ giá cao và nhu cầu thu mua xuất khẩu tăng giúp cho giá hồ tiêu trong nước khởi sắc hơn từ đầu tuần đến nay. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá tiêu tiếp đà tăng ở một số địa phương trồng tiêu trọng điểm. Sáng nay, giá hồ tiêu trong nước thu mua trong khoảng 68.000 đến 70.500 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay tăng 500 đồng so với phiên trước, với mức giá được thu mua là 70.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ổn định với mức giá 68.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên ghi nhận ở mức 68.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức 70.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, ghi nhận tại tỉnh Bình Phước ổn định với mức giá 70.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu sáng nay ghi nhận ở mức 68.600 đồng 1 kg. Thưa các bạn, hiện nay cây tiêu đang giai đoạn sau thu hoạch. Đây là giai đoạn rất nhạy cảm của cây với thời tiết, các loại dịch bệnh như nấm phát sinh gây hại rất mạnh. Mặt khác, thời tiết từ cuối tháng 3 đến nay nắng nóng xen kẽ, có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại. Đây là giai đoạn quan trọng, có tính chất quyết định đến vụ mùa năm nay. Chính vì thế, người dân cần chủ động xử lý, phòng trừ sâu bệnh đúng cách cho cây trồng, đảm bảo năng suất cho cả vụ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.